trái thiệt là khó nói quá đi thôi. Người này yêu người này chẳng được lại cứ thích phá cho hồi. Chuyện làng xóm ơi âm bao lăng, nhiều chuyện lắm ôi thật lăng nhăng. Vì thương nhau kiếp trước gần nhau là có phước, ôi bỏ qua chẳng sao đâu mà cái chuyện tào lao trên tâm phao. Mệt quá à. Ủa? Gì? Gì bị sao vậy? Gì sao? Mệt mỏi nhức người. Nhức mỏi người thôi con. Vậy có cần uống thuốc không? Con đi mua thuốc cho dì nha. Không sao đâu. Dì nghỉ xíu chút hồi đỡ hả? Con thấy dì dạo này yếu lắm nha. Mấy chị mà biết là khỏi cho dì ra quán bán nữa đó. Thì bởi vậy, giấu chỗ đi. Nè, công việc nhà sao rồi con? Dạ con làm xong hết rồi, giờ con chuẩn bị đi ra quán. Nè, chị học hành sao? Dạ bữa giờ con cũng bình thường à. Nhưng mà dì ơi, con nói chị nghe nè. Lớn tuổi rồi, cái gì thì cũng phải cẩn thận chút xíu. Chứ dạo này con thấy có mấy người hay là bị đột quỵ hay là bị này kia nọ. Một lăn đùng lăn cái là chết queo luôn á dì. Trời đất ơi, nhỏ này nó xui không à? Nói trúng cái giờ mà giờ xui cái là tôi xong luôn á. Tự nhiên chùa éo vậy trời. Nhi khỏe như bông, yên tâm. Bị nhức mỏi đau người vậy thôi. Có gì đâu. Không phải, tại vì không biết á, hôm bữa dưới quê con kìa, có cái chị đó tự nhiên đang nằm võng đu đưa ngon lành vậy nè. Mặt tỉnh queo à, tự nhiên đùng cái hả, răng nhăn răng ra chết queo luôn. Con gái có duyên xíu hả con ha. Nói chuyện cái kiểu đó ai mà thương nổi trời. Trời ơi. Yên tâm, dì còn khỏe, còn trẻ, không có chuyện gì phải lo hết, thấy chưa? Dì ơi, không mấy mình phòng bệnh hơn chữa bệnh. Dì đi khám bệnh đi, con gọi điện chú Năm qua chở dì đi khám bệnh nha. Thôi, không có cần. Dì đã nói rồi, không có sao đâu, trời ơi, dì khỏe mà. Chỉ cần là nghỉ ngơi một xíu rồi đỡ à. Anh ơi, cái chai rượu thuốc xoa bóp người con để đâu vậy? Con để dưới bếp á, ngay cái tủ mà mình để mấy cái chai thuốc ở trong học á dì. Thôi để dì xuống nói gì dì lấy xoa bóp rồi nó đỡ à. Dạ. Con coi ra quán đi, trông coi đi, để bên quán không có ai nha. Mình thấy không có yên tâm chút nào hết trơn á. Mình đi rồi á, ở nhà có mình dì, lỡ có chuyện gì rồi sao? Ê, nhắn tin cho chú Lạc coi. Dì con đang bệnh nặng, chú rảnh không qua chăm sóc dì con? Đây là cơ hội quý, nếu mà không qua là không có cơ hội lần thứ hai đâu nha. Cái này chắc phải gửi luôn cho hai chú, lỡ như mà chú Lạc bận thì còn có chú Năm. Đây số chú, đây số chú Lạc. Rồi giờ đi ra quán, chắc là chút xíu nữa chú Lạc qua liền. Dạ, mệt mỏi quá. Ra ngoài đây, ngồi thoang thoáng coi. Té có một cái thôi mà trời ơi, mà sao nó nặng quá trời quá đất rồi. Ủa, cái cha bán đây nè, sao? Ông làm gì? Ông làm gì? Sao? Có sao không? Có sao không? Làm gì vô nhà tôi chạy sọc sọc vậy ông? Trời ơi, tôi hay tin nghe, tôi chạy về qua liền nè. Sao rồi? Cái người sao rồi? Nghe gì sao? Vậy, gì vậy? Hả? Muốn cà phê ra ngoài quán đi, vô đây chi vậy? Thì uống không hải, trời ơi, cà phê cái gì? Giờ dầu sôi lửa bỏng mà đâu ra cà phê. Đang qua đây này nghe nói, ủa, vui bị gì vậy? Hả? Té xe. Gần chết nè. Trời ơi. Đâu mà nguyên đêm qua không ngủ đôi, nay là mặt mũi là te tua rồi đó. Con mai qua, thấy không? Nó nhắn cho tôi. Nó không có gọi điện mà nó nhắn cho tôi vậy nè. Tôi lật đật tôi chạy về. Nè, nó nhắn cái tin nè. Chú ơi, dì con á đang bệnh mà không ai chăm sóc. Đây là cơ hội để cho chú qua
tỏ lòng chăm sóc cho dì con, biết đâu dì con nghĩ lại và thương chú đó. Nhanh chân nha chú, không thì mất cơ hội đó, thấy không? Trời ơi, có bị cái gì đâu, có dính dáng gì đâu. Tôi đã dặn nó đừng cái điện thoại mà sao giờ nó còn nhắn tin cho ông nữa hả? Nó nhắn tin không có điện. Bây giờ bà sao rồi? Bị thì có sao đâu. Cái này cái gì vậy? Rượu thuốc xoa bóp. Má ơi, xem chúng tôi uống tôi chết luôn rồi trời. Đâu, uống đâu, được đâu. Uống được mà cũng ngâm thuốc mắt này. Uống đi. Thôi. Bây giờ nè, cái chân bị đâu để tôi coi nè. Trời ơi, muốn chết luôn nè. Đau mà nguyên đêm không có ngủ nghe được trơn á. Dở rồi, coi coi gì má. Gì vậy? À quên rồi. Dở sẵn rồi mà quên. Trời ơi, trời ơi, bởi vì rối đầu óc rối không làm gì. Đâu, để tôi coi coi cái chân nào. Chân nào nè? Chân này phải không? Thôi, để tôi tự làm đi, kỹ lắm. Thôi, để tôi xoa bóp cho đàng hoàng, đừng giỡn. Thấy không? Cái tay á, cái tay của đuôi á, nó không bằng cái tay đàn ông, biết không? Tay đàn ông người ta xoa đi, nó mau hết, nó mạnh bạo hơn. Đây, đây. Đang đau đó nha. Đây nè. Mạnh bạo sao, tôi chết luôn á. Không sao đâu mà, trời ơi. Buông ra. Ôi. Ông nội. Cái gì vậy? Mày không biết tôi hả? Ông làm cái gì mà ông vuốt ve cái chân của tôi vui vậy? Trời đất ơi, qua đây, quỷ già, qua đây con quỷ già. Trời khùng đồ điên gì đâu mà la hết hồn hết vía, xem chút này. Bẻ lội dò bả thấy không? Trời ơi, đang đau chân nè. Tôi đang nè, vào thuốc rượu là tôi xoa, tôi bóp cho bả. Tôi đang thô bóp, ông vô la, tôi bẻ dò bả thấy không? Coi, bả có sao không? Gì nữa, thôi, mấy ông lắm rồi, thôi. Ông coi không có được, ông coi gì ông, mà ông cà đủ thuốc sao mà ra đất không đây nè. Đất đâu mà đất, đây nè, đất không liếm đi ông nào. Đủ thứ ở dơ rồi, đất đâu mà đất. Nè, đây để tôi quỷ, hai ông quỷ. Đi ra chỗ khác. Trời ơi, để tôi bóp cho. Ngày của tôi ngày xưa. Muốn làm tức chết hả? Để tôi bóp cho ông đừng có ông này ông kỳ chứ, ông bóp vậy ông kỳ ra đất không đây nè. Ông bóp phải đổ thuốc rượu vô nè, ông bóp. Trời đất. Ừ, đó, bóp phải đổ thuốc vô, ông bóp. Nó vậy nó mới. Nhưng mà bóp đâu ngay cái chỗ này nè, người ta bị. Ông bóp ở đây nè, ông nội đây nè, dưới này nè. Đó, vậy đây nè, thì nè, tôi mời mấy ông quá. Bây giờ mấy ông đưa cho tôi nhà thương đi, tôi đỡ đau đầu mệt lắm, nhức đầu á. Nhà thương cái gì? Bây giờ đau chân nhưng mà nhức đầu á, đi vô nhà thương đi. Cái chân này để điều trị để đi, đừng đi nhà thương. Nhà thương nó bó bột là mày móc thúi chân đó. Đi nhà thương á là bó cái đầu á, hai ông làm tôi đau đầu quá, tôi chịu không nổi. Tôi về giùm tôi cái đi. Nhưng mà cái chân giờ sao, giờ cái tay có bị gì không? Cái chân bị rồi, cái tay bị. Ông bỏ ra coi. Cái gì vậy? Ông lợi dụng người ta bị cái chân mà đi bóp cái tay cái gì? Cái cha ăn cái chân rồi giờ phải cái tay tôi phải ăn chứ. Để trời đất ơi, ông ăn cái tay đó, tôi ăn cái tay này à. Tôi ăn cái chân này à. Thì ông à. Ông ăn gì ông ăn đi, tôi nuốt luôn đây à. Cái gì vậy trời ơi? Cái gì đâu? Tôi đang mệt, đang bị bệnh. Đau chân bây giờ lên tới đau đầu luôn rồi. Nè, thấy không? Thôi. Để tôi làm cái đầu cho nè. Thôi ông ơi. Cái tay ông thì giờ dơ quá rồi, cái đầu vô rồi, để tôi làm cái đầu. Ủa hai chú làm gì vậy con vậy? Không, biết nè, chữa bệnh. Nè, gì mấy bệnh nè, quá đau kinh quá, đau đầu rồi, nhức đầu nữa. Đau đầu, làm đi, để dành cho nè. Chú. Trời, vậy con bị bệnh á, mà có vậy đó thì chú với hả, chú Nam chở gì con đi bệnh viện chứ, sao hai người làm gì mà đè đầu bóp chân bóp tay vậy? Đất ơi, quên ông trời ơi. Đáng lý phải đưa bà đi bệnh viện coi khám cái đầu với cái chân sao. Vậy đi bệnh viện đi. Tôi mệt lắm rồi. Trời ơi, thôi mà. Thôi cái gì. Tôi đau đầu, đầu nhưng mà hai ông đi về là tôi khỏe. Bây giờ tôi đi vô nhà nhiều khi tôi khỏe hơn, hiểu không? Ừ. Ai ơi, trời ơi, đó thấy không? Đó. Trời mà nó không trời có đi ơi. Được. Đâu cái giò đau cái chân. Mà đâu có đau đến mức mà bẻ lọ giò tôi, bây giờ tôi đi hết được rồi. Thấy không? Không có mà bẻ lọ giò. Bây giờ đưa bệnh viện. Bây giờ đưa bệnh viện đi. Bệnh viện vô coi cái chân sao. Trời ơi. Trời ơi, con nhờ hai chú qua giúp cho dì con. Nhưng mà không ngờ là hại dì rồi. Người quen người xa người lạ và nhiều chuyện khó nhất trên đời. Chuyện người ra người vào và chuyện ồn ào làng xóm bắt quanh tôi. Nó cứ rắc rối, chuyện này chưa xong chuyện khác tới. Tầm năm tầm ba để cho qua ngày rảnh rỗi. Qua trong sân mang cái chuyện tào lao, chuyện tâm